tạo cơ hội cho mình cho những lần sau. Nhưng mà mình nói vậy thôi chứ mình làm gì có crush. Hi, xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ trao đổi với các bạn một số cái tips để chúng ta có thể khiến cho cuộc sống của mình trở nên dễ dàng hơn và thoải mái hơn. Thì cuộc sống của những người lười nó, nói chung là mình muốn mọi thứ nó đơn giản thôi, và làm cái gì nó tốt nhất là một bước đến hai bước ngắn gọn thôi để hoàn thành mọi thứ thì tốt nhất, và đừng có dài dòng quá. Và mình cũng mong là những cái mẹo của mình sẽ có ích cho các bạn. Và nếu như mà các bạn có thêm nhiều các bạn khác nữa thì cứ bình luận dưới đây cho mình biết nha. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Trong thời buổi hiện đại như bây giờ, nhất là đối với tình hình dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp đó, thì vấn đề mà mua sắm online đang rất là phát triển. Và người mua thì muốn nhận hàng sớm, còn người bán thì họ cũng muốn giao hàng nhanh để đạt được những cái target nhất định. Đó là lý do mà tại sao chúng ta có cái dòng địa chỉ như thế này. Nếu như mà các bạn có thể nhận được vào giờ này giờ kia như thế nào đó thì các bạn hãy ghi ngay đằng trước cái dòng địa chỉ luôn. Ví dụ như mình thì mình sẽ là sau 3 giờ chiều tại địa chỉ ABC gì đó, đó là địa chỉ mình có thể nhận hàng. Ở shipper mà các bạn đọc được cái dòng đó thì các bạn cũng sẽ sắp xếp làm sao đó cho nó hợp lý để các bạn có thể giao được đúng cái tuyến đó và đúng như cái mong muốn của mình. Thì hai bên cũng đều có lợi đúng không? Và chúng ta không mất mát cái gì ngoài một vài dòng chữ đánh thêm vô cả. Ở đây thì nhiều lúc các bạn shipper sẽ giao theo cái tuyến đó thì nó sẽ không khớp cái giờ đó. Các bạn sẽ gọi điện là alo chị ơi, em hỏi là mình có thể nhận hàng giờ này không, hay là phải sau 3 giờ. Thì lúc đó mình có thể confirm với shipper là dạ anh thông cảm giùm em, là em chỉ có thể nhận hàng về sau 3 giờ và anh vui lòng quay lại vào giờ đó chẳng hạn. Thì đó là cách mà để chúng ta có cuộc sống dễ dàng hơn. Thật sự là mình thấy dễ dàng hơn rất nhiều, tại vì trước đó khi mà mình không có điền cái thông tin đó, một ngày mình bị gọi điện khá nhiều từ sớm luôn. Từ sớm là shipper đã gọi là chị ơi mấy giờ em có thể giao hàng, hoặc hiện tại em có thể giao được không này kia. Cơ bản là mình đặt nhiều mà đó là lại là thế. Điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là những vật dụng mà gọi là must have, những vật dụng mà bắt buộc phải có, thì tốt nhất là chúng ta nên cho nó làm 27. Ví dụ như mình đi thì các bạn có thể thấy cái máy của mình đó, đây là một ví dụ rất là điển hình luôn. Tại vì hôm nay mình đi làm căn cước công dân, nhưng mà mọi thứ thì mình đều đem ra quán của mình, sau đó mình cứ tê tê mình đi về thôi các bạn. Nên là hiện tại nha, máy ép mình cũng không có, xong môi thì mình để hết ngoài quán rồi. Tại vì mình nghĩ là ở nhà thì đâu có cần đẹp đẹp cho ai xem không, ở nhà đều không ai xem cả. Nên mình mới sực nhớ là hôm nay mình phải đi làm căn cước công dân. Thế là mình, cái này là của mẹ mình, còn cái máy này là, ôi đấy các bạn xem. Nên là mọi người hãy thông cảm cho mình. Ví dụ như mình đi, máy ép tóc á, là bắt buộc là phải có của mình luôn. Thì mình sẽ, sau chuyện này chắc là mình sẽ đầu tư thêm một cái nữa để ở nhà. Mình không phải là có ý son môi, nhưng mà hàng ngày mình ý quá các bạn. Bình thường á là mình sẽ có một cái trong ba lô, những cái ba lô mình hay dùng, và lâu lâu sẽ có một cái ở trong một vài cái áo khoác mình hay dùng. Hoặc là mình đi làm xong mình sẽ tiện tay mình bóc, mình bỏ vào áo khoác luôn để ngày mai có gì cần thì mình làm, có gì cần thì mình dùng tới. Nhưng mà tự nhiên cái dạo này mình ý quá, vừa dịch nè, thứ hai là mình cũng đi làm cả ngày và mình không có thời gian đi đâu khác, nên là mình cũng ít để tới cái vấn đề đó. Và hiện tại thì mình không có cái gì để trang điểm ở nhà, và cả tóc mái nó cũng leo que thế này. Đi kèm với cái mẹo này á, thì mình nghĩ là ví dụ như những cái đồ nào đó mà bình thường mình hay dùng á, thì tốt nhất là mình hãy cho nó về một nhà. Khi ta về một nhà thôi thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Bình thường á là mình sẽ gói gọn một cái ba lô, nên đi đâu mình cũng phải ôm kèm thêm một cái ba lô của mình. Nhưng mà có nhiều hôm mình về mình kiểu mình mệt, mình tiện tay xong rồi mình gom tất cả là mình nhét vào áo khoác, và ngày mai mình không mặc cái áo khoác nữa, mình đi mặc cái áo khác. Thế là tới lúc ra ngoài quán, không có một cái gì hết, mình lại phải chạy ngược về để lấy cái áo khoác kia. Cơ bản cũng là do mình không biết sắp xếp, và mình không biết sắp xếp, mình cũng không gọn gàng được. Cái thứ ba đó là đối với việc khiêng em bé nha. Trong cuộc sống hàng ngày thì rất là khó để mà tránh cái việc chúng ta tiếp xúc với em bé, những em nhỏ, con của bạn bè, người quen rồi này kia. Thì mình không biết là cách nào để khiêng cho chuẩn mực hết. Và sau một thời gian thì mình nghĩ là đây là cách tốt nhất, đó là các bạn hãy thêm chữ trộn ví đằng trước. Ví dụ như trộn ví, trời ơi bé chị ghét quá, đại loại thế. Thì mình, ví dụ như em bé mà nhỏ thì mình kêu là bé dễ thương, bé chị ghét quá. Tự nhiên mình cảm thấy ba mẹ, phụ huynh, các bà phụ huynh có vẻ gì đó hơi khó chịu một tí. Nhưng mà sau đó mình thêm chữ trộn ví, trời ơi bé dễ thương, bé chị ghét quá. Thế là mọi người thoải mái hơn, mọi người cởi mở hơn, mọi người sẽ đúng rồi, nó nhanh nhẹn lắm, nó ham ăn lắm này kia.
có thể đó là một vấn đề tâm linh gì đó hoặc là vũ trụ mách bảo là mình phải nói như vậy, nhưng mà ông bà từ xưa đã chỉ như vậy thì mình nghĩ là nó không sai đâu. Đặc biệt là với em bé rất là nhạy cảm này, các bạn muốn nói gì đó thì hãy thêm cái chữ trộn ví đằng trước, nó không mất mát gì cả đúng không? Lời nói không mất tiền mua lại lời mà nói cho vừa lòng nhau. Điều tiếp theo cũng là điều thứ tư mình muốn nói, đó là để cuộc sống trở nên xinh đẹp dễ dàng hơn thì cơ bản là mình phải tự yêu bản thân mình trước. Lúc nào mình ra đường hoặc là chỉ cần bước chân ra đường thôi thì các bạn cũng phải đảm bảo cho mình một cái hình tượng gì đó mà dễ nhìn, có nghĩa là không phải là quá đẹp, quá xuất sắc, phải quá lồng lộn này kia như là những video trên TikTok. Nhưng mà mình nghĩ là khi các bạn ra đường mà các bạn tạo cho mình một cái hình tượng dễ nhìn đó, như kiểu là mọi người nhìn vô sẽ có một cái ấn tượng là khá nhẹ nhàng và nó không có bị bợt quá. Như kiểu sáng sớm mình gặp nhau mình tươi vui một tí thì một ngày của tất cả chúng ta đều tươi vui đúng không? Và cái điều đó nó cũng giúp ích cho mình rất là nhiều á. Ví dụ như khi vô tình mình crush một ai đó rồi xong mình đi đổ rác chẳng hạn, xong họ đi ngang qua thì họ sẽ thấy ơ nó đi đổ rác nhưng mà nhìn nó cũng dễ thương. Dạo này mình thấy có một cái bài hát đó là vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao á, thì thực ra mình thấy nó cũng hợp lý đúng không? Cũng phải có chuyện gì đó thì cái bài hát đó nó mới ra đời. Tốt nhất á là khi mình ra đường thì mình hãy một cái hình tượng gì đó đơn giản thôi nhưng mà nó hợp mắt nhìn và mình cảm thấy tự tin khi ra đường là được. Thì lúc đó lúc nào mình cũng sẽ không có bị xấu hổ, không rơi vào những cái tình huống mà rất là khó xử. Có một hôm mình đang dọn nhà, đang dọn quán á, xong rồi cái nói chung là mình lười, mình nghĩ là lúc đó chưa có khách đâu, xong mặt mình trơ ra vậy nè, không có son phấn gì hết, nó bợt luôn vậy. Mình nhìn mình còn chán nữa, xong rồi lúc đó khách tới. Sao khách nhìn vô, sao rồi khách hỏi là ủa em mới chết trôi gì đó vậy chị. Thì thứ năm đó là để cuộc sống dễ dàng hơn thì đương nhiên là ai cũng phải có bạn có bè. Chúng ta cần những người để chia sẻ, để lắng nghe. Chúng ta muốn được chia sẻ và chúng ta muốn mọi người lắng nghe. Nhưng mà thực tế thì bây giờ ai cũng bận rộn, ai cũng có những công việc riêng của mình. Và cái vấn đề mà tìm được những người bạn chân thành, những người mà hợp ý và họ có thời gian dành cho mình lắng nghe là vô cùng ít ỏi. Nên là các bạn hãy trân quý những người luôn bên cạnh mình và những người giúp đỡ các bạn, những người luôn lắng nghe các bạn. Nhưng mà nếu các bạn rơi một tình huống nào đó mà như kiểu ít bạn á, nó là một tình huống khách quan. Ví dụ như mình ở Sài Gòn lên đây thì thực tế là bạn của mình ở dưới Sài Gòn hết rồi, và lên đây cái môi trường làm việc á, nó cũng không cho mình cái thời gian để mình có thể giao lưu tiếp xúc với nhiều bạn để các bạn làm quen này kia. Tại vì mình sống giờ Mỹ á, mình sống bị ngược giờ với mọi người, nên là liệu pháp của mình đây là liệu pháp của mình, đó chính là lưu bị mà đi về Tào Tháo. Khi mà mình nuôi những cái con thú cưng á, các bạn có thể thấy đúng không, đây hoàn toàn là mèo Việt Nam 100%. Khi mà mình nuôi những cái con thú cưng á thì các bạn sẽ phải dành thời gian chăm sóc, dành tình cảm cho các bé, thì các bạn sẽ không có thời gian rảnh rỗi. Nếu như mà rảnh rỗi thì mình sẽ bị sinh nông nổi, mình sẽ nghĩ lung tung, mình sẽ nghĩ vẩn vơ là tại sao mình không có bạn, mình ít bạn, mình không ai chơi với mình. Nhưng mà thực tế là khi các bạn bận á thì các bạn sẽ không có thời gian nghĩ những cái vấn đề mà vẩn vơ và nó nói chung là nó lãng phí hay vậy. Chưa kể là những bé này các bạn có thể ôm, có thể làm mọi thứ này các bạn xem. Và các bạn cũng có thể tâm sự với các bé, không biết là các bé có hiểu hay không, nhưng mà nói với các bé cũng vui đó. Đã lại thế này, có nhiều chuyện không phải là mình chỉ cần kể là mọi người sẽ lắng nghe, tại vì cái góc nhìn của mỗi người nó sẽ khác nhau á. Nếu mà các bạn thực sự cô đơn và buồn và các bạn không có một ai đó đồng hành, chưa có chứ không phải là không có, các bạn chưa có một ai đó đồng hành để có thể chia sẻ tâm sự này kia, thì việc lựa chọn một bé thú cưng mình nghĩ là hợp lý. Và khi mình dành thời gian cho bé rồi thì nhiều lúc mình cảm thấy là mình cũng không có cần những cái mối quan hệ mà nó quá xã giao, mình cũng không có cần yêu đương, nói chung là chưa cần yêu đương gì lắm, là lại như thế. Và trên đây là một số những điều mà mình nghĩ là nó sẽ hữu ích cho các bạn. Đầu tiên là nó có thiệt với mình trước, sau đó mình mong là nó sẽ hữu ích với các bạn để chúng ta có một cuộc sống dễ dàng hơn. Và chúng ta để những cái thời gian mà làm những việc lặt vặt á, để chúng ta đầu tư cho những công việc lớn hơn, chúng ta tập trung vào nó để cho nó được cái năng suất cao hơn nhé. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ ấn cái chuông nghe, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần.